Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trên kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Nhà cửa sụp đổ do lũ lụt lịch sử, Bắc Kinh phát báo động đỏ. Thưa quý vị và các bạn, nhiều vùng rộng lớn ở miền Nam Trung Quốc đã bị tàn phá nặng nề bởi những cơn mưa đầu mùa hè cực đoan. Mưa to gây lũ lụt ở các thành phố và lở đất ở các vùng nông thôn. Chính quyền Bắc Kinh đã đưa ra lời cảnh báo thời tiết cực đoan ở nhiều khu vực. Sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về những tình hình lũ lụt tại Trung Quốc. Các nhà chức trách Trung Quốc cảnh báo thời tiết dị thường. Lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc trong tháng này đã khiến hơn nửa triệu người phải di tản, trong khi nắng nóng gay gắt đã làm tắc đường ở các khu vực khác của đất nước. Các nhà chức trách đã đưa ra lời cảnh báo về thời tiết cực đoan ở nhiều khu vực, trong khi các chuyên gia cảnh báo rằng những hiện tượng này là bằng chứng rõ ràng hơn về tác động của biến đổi khí hậu. Lũ lụt mùa hè thường xảy ra ở Trung Quốc, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Châu Giang trũng thấp ở phía Nam. Tuy nhiên, năm nay Trung tâm Khí hậu Quốc gia dự báo rằng lũ lụt sẽ tương đối tồi tệ hơn và khắc nghiệt hơn so với trước đây. Theo Bộ Tài nguyên, mực nước tại một địa điểm ở tỉnh Quảng Đông đã vượt kỷ lục lịch sử trong tuần này, trong khi các khu vực tỉnh Phúc Kiến lân cận và vùng Quảng Tây cũng báo cáo lượng mưa kỷ lục. Hơn nửa triệu người đã phải sơ tán trong tháng này vì mối đe dọa từ lũ lụt. Tại các thành phố Quảng Châu và Thiều Quang ở tỉnh Quảng Đông, lượng mưa lớn đã biến đường thành sông và người dân phải đưa đến nơi an toàn bằng xuồng cứu sinh. Các nhà chức trách trong tỉnh ước tính thiệt hại kinh tế do lũ lụt là hơn 1/4 tỷ đô la. Mặt khác, 7 tỉnh ở miền Bắc và miền Trung Trung Quốc đã cảnh báo hàng triệu cư dân không nên ra ngoài khi nhiệt độ lên tới 40 độ C. Đài truyền hình nhà nước CCTV tuần này đã công chiếu những con đường xi măng miễn nứt nẻ dưới cái nắng nóng khắc nghiệt ở tỉnh Hà Nam. Trong khi đó, nhu cầu điện tăng lên mức kỷ lục ở một số thành phố ở miền Bắc trong tuần này do người dân sử dụng điều hòa nhiệt độ để giảm bớt cái nóng. Tại tỉnh Sơn Đông, nơi sinh sống của hơn 100 triệu người, lượng điện sử dụng đạt hơn 95 triệu kWh vào thứ Ba, đánh bại mức cao nhất năm 2022 là 92 triệu kWh. CCTV cho biết, nhà hoạch định kinh tế trung ương của Trung Quốc ước tính rằng thời tiết khắc nghiệt sẽ làm mất đi 1-3% GDP của nước này mỗi năm. Trận lũ lụt ở Trung Quốc năm ngoái đã gây thiệt hại 25 tỷ đô, thiệt hại nặng thứ hai trên thế giới do lũ lụt gây ra sau châu Âu. Một nghiên cứu được công bố vào tháng 4 của công ty tái bảo hiểm Ipsi cho thấy, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm thứ Tư cảnh báo rằng lũ lụt và sóng nhiệt sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất ngũ cốc, rau, thịt lợn, chủ yếu là đẩy lạm phát lên cao. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan trong nước ngày càng trở nên thường xuyên, nghiêm trọng và lan rộng hơn. Trước đó, Hi Chan, phó giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho biết, sự nóng lên toàn cầu và các sự kiện La Nina đang góp phần gây ra nhiệt độ cao bất thường và mưa cực đoan ở Trung Quốc. Khi bầu khí quyển của trái đất nóng lên, nó giữ nền nhiệt độ ẩm hơn, khiến cho những trận mưa như chút nước trở nên dữ dội. Hiện tượng La Nina đã dẫn đến sự lạnh đi của nhiệt độ bề mặt ở trung tâm và phía đông xích đạo Thái Bình Dương, gây ra lũ lụt tàn phá ở Nam Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh. Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới các đập khổng lồ và các thành phố bọt biển với vỉa hè dễ thấm nước nhằm hạn chế sự tàn phá trong mùa lũ hàng năm. Scott Moore, một nhà nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania, tập trung vào chính sách môi trường của Trung Quốc, cho biết những trận lũ lụt gây thiệt hại gần đây nhất đã xảy ra ở những khu vực ít rủi ro hơn trong lịch sử. Đây là một hiệu ứng biến đổi khí hậu cổ điển, thời tiết khắc nghiệt gia tăng ở các vùng khác nhau và vào thời điểm khác nhau trong năm so với mức trung bình trong lịch sử. Trung Quốc là quốc gia đốt than lớn nhất thế giới và thải ra nhiều khí nhà kính dẫn đến biến đổi khí hậu. Nó đạt mục tiêu trở thành trung hòa carbon vào năm 2060, nhưng chính quyền địa phương đã đẩy mạnh đầu tư vào cả năng lượng tái tạo và than ti những tháng gần đây. Bắc Kinh cũng chưa vạch ra chính xác cách thức họ dự định đạt được các mục tiêu phát thải của mình. Các nhà bảo vệ môi trường đã cảnh báo rằng, nếu không xác định kích thước của đỉnh hoặc là đạt mức giới hạn tuyệt đối, về cơ bản Trung Quốc có thể tiếp tục gia tăng lượng khí thải cho đến năm 2030. Hàng trăm ngàn người Trung Quốc phải sơ tán do mưa lũ. Theo hãng tin Reuters, các video chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy tại ít nhất hai quận ở tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc, mưa lớn đã biến đường phố thành sông, ô tô và những căn nhà một tầng bị cuốn trôi. Lượng mưa ở một số khu vực được ghi nhận là kỷ lục trong vòng hơn 60 năm qua. Ở khu tự trị Trang Quảng Tây gần đó, một ngôi nhà gỗ đã bị đổ sập do mưa lớn. Địa phương này cũng ghi nhận nhiều vụ lở đất và sạt đường. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang, Quảng Tây cho đến đầu tuần tới. Theo cơ quan thời tiết các địa phương, năm nay những cơn mưa giông đầu hè có cường độ lớn hơn và kéo dài hơn bình thường. Lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến được ghi nhận là cao nhất kể từ năm 1961. Quang Quê Chu,
chuyên gia tại trang tin thời tiết Weather.com công nghệ thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, không khí lạnh và ấm cùng hội tụ ở miền Nam Trung Quốc. Cả hai khối không khí bị tắc ở đây gây nhiễu loạn không khí và sinh mưa. Mùa hè là thời điểm thường xảy ra lũ lụt ở Trung Quốc, nhưng trong những năm gần đây ảnh hưởng của mưa lũ có xu hướng nặng hơn do tác động của suy thoái rừng, săn lấp các vùng đất ngập nước và việc xây dựng đập thủy điện, thủy lợi, biến đổi khí hậu cũng được cho là góp phần dẫn đến tình trạng này. Gần 1,5 triệu người dân Trung Quốc bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt và lở đất ở tỉnh Quảng Đông, khi khu vực miền Nam nước này hứng đợt mưa lớn nhất trong hơn 60 năm cuối tuần qua. Lũ lụt do mưa lớn gây ra buộc 187.600 người phải sơ tán, 1.759 ngôi nhà bị ngập, hơn 27 hecta hoa màu bị tàn phá và gây thiệt hại hơn 250 triệu USD. Cơ quan quản lý khẩn cấp tỉnh Quảng Đông hôm nay cho biết, Quảng Đông là một trong ít nhất 7 tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn kỷ lục gây lở đất nghiêm trọng và đường xá ngập sâu. Báo chí trong nước cho biết, ở tỉnh Quý Châu thuộc khu vực Tây Nam, nhiều video được đưa lên mạng xã hội cho thấy nước sông dâng tràn bờ gây ngập đường, cuốn trôi nhà cửa và xe cộ. Các chuyên gia cảnh báo, tình trạng thời tiết cực đoan xảy ra ngày càng thường xuyên, lượng mưa lớn ở các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến lên mức cao nhất kể từ năm 1961, với lượng mưa trung bình lên tới 621mm trong 46 ngày, từ ngày đầu tháng trước đến giữa tháng này. Xinhua dẫn số liệu từ cơ quan khí tượng đưa tin, lượng mưa đo được tương đương với 90 tổng lượng mưa của cả Trung Quốc trong năm 2022. Các chuyên gia thời tiết nói rằng thời tiết cực đoan đã khiến cho miền Nam Trung Quốc đón nhiều mưa bão, trong khi miền Bắc thì hứng chịu nhiều trận sóng nhiệt hơn. Mưa lũ hàng năm ở Trung Quốc thường bắt đầu từ tháng này và xảy ra nghiêm trọng nhất ở các vùng nông nghiệp đông dân dọc sông Trường Giang và các nhánh của con sông này. Tuy nhiên, lũ lụt trở nên dồn dập và nguy hiểm hơn trong những năm gần đây. Các chuyên gia cảnh báo tình hình sẽ ngày càng trở nên tồi tệ. Mưa lũ thường kỳ của Trung Quốc thường rơi vào tháng này, nghiêm trọng nhất tại khu vực nông nghiệp đông dân cư dọc sông Trường Giang cùng Phụ Lưu. Nhưng vài năm gần đây, mưa lũ càng trở nên dữ dội. Trung Quốc năm ngoái ghi nhận lượng mưa kỷ lục 672,1mm, cao hơn 6,7 so với mức bình thường. Hãng Tân Hoa Xã đưa tin, ít nhất 1,1 triệu người dân ở Giang Tây đã bị mưa lũ ảnh hưởng từ những ngày cuối tháng trước đến ngày nay. 223.000 hecta đất canh tác nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bị phá hoại. Trái ngược với miền Nam, các tỉnh miền Bắc như Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc đang phải chống chọi với đợt nắng nóng khắc nghiệt. Nhiệt độ ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, nơi đơn vị sản xuất linh kiện iPhone Qualcomm đặt một xưởng sản xuất đều vào khoảng 40 độ vào những ngày gần đây. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo nắng nóng sẽ kéo dài, với trung tâm nắng nóng vẫn là Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc. Cũng theo cơ quan này, nhiệt độ cao kéo dài như vậy vào tháng này ở khu vực là hiện tượng hiếm xảy ra. Nắng nóng khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng vọt. Truyền thông Trung Quốc đưa tin nhu cầu điện tối đa ở Hà Nam đã lập mức kỷ lục 65,34 triệu kWh vào ngày Chủ nhật vừa qua. Nhu cầu của tỉnh Giang Tô cũng vượt qua mức 100 triệu kWh. Thành phố Hợp Phì, thủ phủ của tỉnh An Huy cũng đã lên tiếng kêu gọi người dân tiết kiệm điện. Trong những thập kỷ qua, Trung Quốc đã chuyển đổi đất nông nghiệp thành thành phố, giúp cho hàng triệu người dân ở các vùng nông thôn thoát khỏi cảnh đói nghèo. Nhưng trong quá trình theo đuổi mục tiêu phát triển kinh tế, nước này cũng đã trở thành quốc gia gây ô nhiễm lớn nhất thế giới, với lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vượt quá mức phát thải của tất cả các quốc gia phát triển cộng lại. Thưa quý vị khán giả, Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, tổng cộng có 101 người còn mất tích sau vụ lở đất ở Trung Quốc làm đổ sập 35 tòa nhà ở một khu công nghiệp thuộc thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Một người đàn ông 39 tuổi, cùng Giang Feng 23 tuổi, nằm trong số hàng chục người mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng xảy ra tại khu công nghiệp Heng Tai Du lúc 11 giờ 40 phút ngày thứ Ba. Theo các nhà chức trách, đến nay có 8 người bị thương trong thảm họa lở đất này. Lực lượng cứu hộ đang cố gắng giải cứu những nạn nhân bị mắc kẹt dưới bùn đất trong điều kiện địa hình không thuận lợi. Khu vực rộng gần hơn 110.000m2 chỉ còn là đống đổ nát. Trận lở đất đã dẫn tới một số vụ nổ đường dẫn khí đốt gần đó. Đường vào khá hẹp và dốc khiến các phương tiện rất khó khăn để tiếp cận hiện trường. Chúng tôi phải đi bộ tới đó, một nhân viên cứu hộ cho biết. Ngoài ra, mưa, tầm nhìn ban đêm kém và lượng bùn lớn là những yếu tố cản trở nỗ lực cứu hộ. Trưa hôm thứ Ba, một vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc xảy ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã kéo đổ 25 tòa nhà, chôn vùi nhiều người trong đống đổ nát. Tính đến 16 giờ ngày thứ Tư, số người mất tích trong vụ lở đất đã lên đến 91 người, trong đó có 69 nam và 32 nữ. Chính quyền Trung Quốc đã huy động hơn 1.600 người tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn sau vụ lở đất. Hiện tại chưa có thông báo chính thức về nguyên nhân vụ lở đất. Tuy nhiên, trang mạng Weibo của Bộ Tài nguyên Đất đai của Trung Quốc đánh giá, phần đất bị lở là đất bồi đắp nhân tạo, trong khi phần đất núi gốc không hề bị suy chuyển. Phần đất đắp nhân tạo bị lở xuống thuộc về một khu tập kết phù sa, loại đất thải ra trong quá trình thi công các công trình xây dựng, trong đó chủ yếu là đất thừa và rác kiến trúc. Do lượng đất loại tích lũy quá nhiều,
Độ dốc lớn dẫn đến phần đất này mất ổn định và bị lở, làm nhiều tòa nhà cao tầng bị sập. Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết, sau vụ việc, đất lở bao phủ một khu vực lên đến 380.000m2. Theo lời một người dân địa phương, mỗi ngày đều có hàng trăm xe chở đất thải xây dựng đến đổ ở đây. Một nhân viên bảo vệ tại nhà máy ở hiện trường cho biết thêm, mỗi một xe đến đổ đất thải bị tính phí là 260 nhân dân tệ, khoảng 39 đô la. Ông Minh, một công nhân đến từ tỉnh Hà Nam cho hay, nhiều người thân của ông đã bị chôn vùi trong đống đổ nát sau vụ lở đất. Cha, mẹ, con trai, con gái, vợ, gia đình chị gái, gia đình chị dâu của tôi đều bị vùi trong đó. Tôi đã gọi hơn 40 cuộc, nhưng không ai trong số họ bắt máy. Ông Minh đau đớn chia sẻ, trong số họ bắt máy, ông Minh đau đớn chia sẻ. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại. Đại họa tiếp tục nhấn chìm Trung Quốc trong biển nước vào đêm ngày hôm qua. Miền Nam của Trung Quốc bất ngờ xuất hiện thêm 3 trận động đất với cường độ từ 4,1 tới 6,9 độ Richter, kèm theo siêu lũ quét từ thượng nguồn đập Tam Hiệp dội về, khiến cho điểm du lịch Phượng Hoàng cổ trấn tiếp tục ngập chìm tới 11 mét. Các điểm ăn chơi trác táng của giới thượng lưu Trung Quốc cũng như nơi có nhiều gái xinh nhất Trung Quốc đã bị san phẳng. Những ngôi nhà cao từ 9 đến 10 tầng bây giờ chỉ còn tầng áp chót, tức là tầng trên cùng không bị ngập lụt. Đã có tới 100 triệu người dân của Trung Quốc tháo chạy tán loạn. 1/2 trong số đó đã chạy lên khu du lịch Vạn Lý Trường Thành để trú ẩn. Số còn lại tiếp tục định vượt biên sang Việt Nam, Lào và Campuchia. Tuy nhiên, cửa khẩu của Việt Nam và Lào vẫn đóng cửa then cài. Còn Campuchia ra sức tiếp nhận những người của Trung Quốc đại lục vì chính quyền của Thủ tướng ông Hun Sen được cho là đã đi đêm kết thân với cả phía Trung Quốc để nhận một khoản tiền lót tay từ chính quyền ông Tập Cận Bình, được cho là cực lớn. Chính vì vậy mà trên thế giới không một nước nào ra tay giúp đỡ Trung Quốc trong lúc bão lũ, mưa to, gió lớn, hạn hán, động đất, sóng thần. Nhưng Campuchia lại sẵn sàng liều mạng bắt tay với cả chính quyền ông Tập Cận Bình hòng chống lại thế giới. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, Trung Quốc đang phải hứng chịu những đợt mưa bão tồi tệ nhất trong lịch sử, làm cho nhiều thành phố phía nam của nước này chìm trong nước lũ. Đời sống của người dân gặp muôn vàn khó khăn, trong khi dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại thủ đô Bắc Kinh và thành phố Vũ Hán, bao nhiêu biến cố khác liên tục xảy ra, làm cho giới chức của Trung Quốc vô cùng bất an và lo lắng. Trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế liên tục đăng tải những video do người dân của Trung Quốc ghi lại những hình ảnh lũ lụt, lũ quét, bão tố, phong ba, động đất, sóng thần liên tục xảy ra với con đập Tam Hiệp cũng như sông Dương Tử và hơn 300 con sông lớn bé khác của phía Trung Quốc, làm cho chính quyền ông Tập Cận Bình ăn không ngon và ngủ không yên. Theo những lời tiên đoán và dự ngôn của truyền thông quốc tế cho biết, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ sụp đổ và ngày tàn của nó đang đến gần trong năm nay. Và trong thời gian tới, nếu như đất trời và mẹ thiên nhiên tiếp tục ra tay thay cho thế giới trừng trị Trung Quốc, thì sớm muộn chính quyền của ông Tập Cận Bình cũng sẽ bị xóa sổ. Điều này linh ứng một điều rằng nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì trong thời gian vừa qua, lũ lụt hoành hành tại Trung Quốc, nhưng chính quyền của ông lại không lo cho người dân. Ông vẫn đem quân lính, đem vũ khí đi ra ngoài Biển Đông, hòng chiếm cho bằng được Biển Đông về tay Bắc Kinh. Đồng thời ông cũng đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, đặc biệt là của Ấn Độ và Triều Tiên. Điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trong khu vực và thế giới. Không một ai ra tay trừng trị được Trung Quốc thì bây giờ đã có mẹ thiên nhiên, đã có trời và đất. Ông trời đã nổi giận và trút những trận mưa không ngớt trong vòng gần 2 tháng vừa qua, làm cho 31 tỉnh thành phía Nam của phía Trung Quốc ngập chìm trong nước lũ. Tính tới thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã trải qua 41 ngày đêm không ngủ bởi vì lũ lụt, động đất, sóng thần, núi lửa, lũ quét, sạt lở liên tục tràn về. 31 tỉnh thành phía Nam của phía Trung Quốc, đặc biệt giữa mùa hè ở Tây Tạng, nhưng tuyết rơi ngập tràn làm cho cây trái, hoa màu, động vật bị tàn lụi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế của Trung Quốc. Theo một thống kê mới nhất cho biết, thiệt hại lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn phớt lờ tất cả, bất chấp tất cả luật pháp quốc tế để đem quân đi xâm chiếm lãnh thổ của các nước. Điều này gây ra mối quan ngại sâu sắc cho các nước trong khu vực châu Á cũng như cộng đồng trên toàn thế giới. Thưa quý vị, đứng trước những tình thế cấp bách và nguy hiểm kể trên, các quan chức ở 31 tỉnh thành phía Nam Trung Quốc kêu gọi người dân hãy cảnh giác cao độ và ở trong nhà nếu như không có việc gì phải đi ra ngoài đường.
Trung Quốc đang phải đối mặt với muôn vàn những khó khăn từ lũ lụt, động đất và sóng thần. Hôm qua, thần sấm, thần sét còn xuất hiện, làm cho lưới điện quốc gia của Trung Quốc bị đánh sập. Toàn bộ 31 tỉnh thành phía Nam sống trong cảnh màn trời chiếu đất và sống trong bóng tối. Bầu trời liên tục đen ngòm và u ám, báo hiệu rằng Trung Quốc đang tới ngày lụi tàn. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đang phải đối mặt với những cơn mưa bão tố, lũ lụt rất lớn từ thượng nguồn con đập Tam Hiệp đổ về vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Một số người dân cho rằng từ đầu tháng 5 cho tới và sang tận tháng 10, những cơn mưa liên tục kéo dài và làm cho nước lũ dâng cao. Hầu như các con sông ở 31 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc đang báo động ở cấp độ mức cao nhất. Khả năng vỡ đê rất có thể xảy ra trên nhiều tuyến đê. Đã có rất nhiều các chuyên gia thủy lợi trong nước và quốc tế trong thời gian vừa qua đã dự báo rằng nếu như trong những tháng tới, lượng mưa bão tố phong ba không giảm bớt lại ở Trung Quốc thì an nguy con đập Tam Hiệp bị vỡ là lên tới 99%. Và nếu như con đập vỡ, hồ chứa nước của con đập này lên tới 60 tỷ mét khối nước sẽ tràn ra toàn bộ phía Trung Quốc, làm cho 2/3 diện tích của Bắc Kinh bị chìm trong nước lũ và bị cuốn ra ngoài Biển Đông. Lúc đó trên bản đồ thế giới sẽ không còn tên của Trung Quốc nữa, và đó chính là một trong những cái tin được cho là rất xấu và đáng buồn cho phía Trung Quốc. Nhưng điều tồi tệ hơn khi ngày hôm qua Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc còn thông báo một tin dữ nữa cho phía Trung Quốc. Tin này được cho là rất đen đủi khi họ dự báo rằng trong thời gian tới lượng mưa bão tố lũ lụt vẫn tiếp tục diễn ra và chưa có khả năng dừng lại. Điều này cho thấy rằng an nguy vỡ tiếp những con đê, những con đập thuộc nhánh sông Dương Tử lên tới 98%. Và các quan chức trong chính quyền ông Tập Cận Bình tỏ ra rất run sợ. Họ nói rằng sẽ phát minh ra một cái điều không tưởng để chống lại thiên nhiên. Tuy nhiên, đối với mẹ thiên nhiên, với đất, với trời thì không một ai trên thế giới này có thể chống lại được. Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng trong suốt thời gian dài vừa qua, phía Trung Quốc đã bắn vào mẹ thiên nhiên một viên đạn khi cho xây dựng và phá hủy rất nhiều những làng mạc và khu rừng để xây dựng nên con đập Tam Hiệp chắn nước, ngăn không cho nước di chuyển sang vùng Mekong hay các con sông khác của các nước lân cận, hòng xây dựng một hệ thống điện quốc gia dồi dào. Tuy nhiên, mẹ thiên nhiên đã nổi giận, tức giận khi trút một quả bom nguyên tử lên khắp vùng miền của Trung Quốc. Nhiều người cho rằng khi xây dựng con đập Tam Hiệp, phía Trung Quốc đã không tham khảo giới chuyên môn hay các kiến trúc sư. Họ đã xây dựng liên tục những con đập để chắn nước, để bây giờ Trung Quốc nhận lại những hậu quả thiên nhiên gây ra là hoàn toàn chính đáng. Đây chính là bài học sâu sắc không chỉ cho Trung Quốc mà cho tất cả các nước trên thế giới rằng chúng ta phải liên tục xây dựng ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ rừng vàng, biển bạc. Không đem quân đi xâm lược các nước láng giềng xung quanh mình, không đem quân và tàu chiến đi xâm chiếm Biển Đông, gây ra mối bất hòa với các nước trong khu vực như chính quyền ông Tập Cận Bình đã từng làm trong thời gian vừa qua, khi chúng ta sẽ nhận lại những kết quả tốt đẹp. Các nhà quan sát cho biết rằng trời đất và mẹ thiên nhiên rất công bằng, trong khi nhiều nước trên thế giới đang sống trong cảnh hòa bình, mưa thuận, gió hòa, trong khi Trung Quốc liên tục gánh chịu những hậu quả khôn lường và những điều đen tối trong thời gian vừa qua. Điều này cho thấy rằng nếu như ăn ở áp báo thì sẽ bị nhận báo ứng đội lên đầu mà thôi. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người đáng quan tâm khi hôm qua hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới đã có một bài phân tích và bài viết rất hay về lũ lụt hạn hán của Trung Quốc. Hãng tin Reuters cho biết Trung Quốc thiệt hại gần 15 tỷ đô la Mỹ vì mưa, bão, lũ lụt, động đất, sóng thần gây ra. Trong thời gian vừa qua, con đập Tam Hiệp đang đối mặt với muôn vàn thử thách và khó khăn. Khả năng cao nó sẽ vỡ vào thời gian tới lên tới 95% nếu như mưa lũ ở Trung Quốc không chấm dứt. Hãng Reuters cho biết hệ thống phòng chống lũ lụt tại miền Nam Trung Quốc đang đứng trước nhiều thử thách do đợt mưa lũ kéo dài gần 41 ngày vừa qua, không tạm ngừng ở khu vực quanh con sông Trường Giang hay còn gọi là con sông Dương Tử của Trung Quốc. Trung Quốc đã ghi nhận mưa lớn dai dẳng từ tháng 3 tới nay chưa hề hạ nhiệt. Đợt mưa trên đã khiến ít nhất 121 người thiệt mạng và mất tích, đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của 20 triệu người dân sinh sống dọc con sông Trường Giang. Hãng Reuters còn cho biết thêm, trong 6 tháng đầu năm, các thảm họa tự nhiên như mưa lũ, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, núi lửa, vòi rồng và mới đây là thần sấm, thần sét đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế của Trung Quốc, làm sập 19.000 ngôi nhà, gây thiệt hại kinh tế lên tới 15 tỷ đô la và số liệu công bố này vẫn đang được cập nhật. Và nếu như khi nó được công bố đầy đủ thì thiệt hại do mưa lũ, động đất, sóng thần, lũ quét gây ra cho phía Trung Quốc là không thể nào đong đếm được bằng tiền. Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng, những trận mưa sẽ còn duy trì trên diện rộng ít nhất
cho đến hết tháng 4, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh COVID đầu tiên trên thế giới, đang lao đao trước mưa bão trong những ngày vừa qua. Vốn là một trung tâm giao thông trọng điểm, cũng là một trung tâm của nền kinh tế văn minh của Trung Quốc, Bắc Kinh rất tự hào về thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Tuy nhiên, theo ghi nhận của các chuyên gia thì từ đầu năm tới nay, thành phố này đang vùi dập trong mưa bão cũng như là dịch bệnh. Trung Quốc rất tự hào về thành phố Vũ Hán vì nơi đây có một vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Nơi đây cũng có rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Nơi đây cũng có con sông Dương Tử. Nơi đây còn chứa con đập Tam Hiệp và nơi đây là đầu tàu gương mẫu về kinh tế, chính trị, xã hội của Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, thành phố này đã biến thành thành phố ma và những nơi lũ ống, lũ quét, bùn, đất sạt lở đã biến thành phố này thành sa mạc. Hiện tại, mực nước tại thành phố Vũ Hán đã đạt mức 26,79m, cao hơn mức cảnh báo báo động đỏ tới 2m. Tất cả vẫn đang ngập chìm trong nước lũ. Tỉnh Hồ Bắc đã chứng kiến 16 đợt mưa lớn kể từ khi mùa mưa bắt đầu vào cuối tháng 5, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới 25 triệu người dân và thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, theo đại diện của Ủy ban Quản lý Nguồn nước sông Trường Giang, ông Li Ninh của Trung Quốc cho biết hiện chính phủ của Bắc Kinh có 40 hồ chứa với chức năng điều tiết dòng nước và ngăn lũ lụt. Tuy nhiên, với lượng mưa không thể ngờ tới trong suốt những ngày đêm dài vừa qua, các giới chức, quan chức cũng như các cơ quan ban ngành của Bắc Kinh liên tục ra thông báo khẩn cấp và họ nói rằng nếu như lượng mưa không ngừng nghỉ trong những ngày tới thì có rất nhiều tỉnh, thành phố lớn của Trung Quốc sẽ chìm trong nước lũ. Tin buồn cho Trung Quốc, sóng thần cao tới 9 mét, dữ dội cuồn cuộn cuốn trôi 1.798 ô tô xuống sông Trường Giang. Tuy nhiên, một số tỉnh phía Bắc của Việt Nam không hề bị ảnh hưởng gì. Chỉ có một vài cơn mưa nhỏ xuất hiện làm xanh tốt cây trái hoa màu mà thôi. Còn Trung Quốc thì bị tàn phá nặng nề, thê thảm nhất trong vòng 100 năm vừa qua, khiến cho giới chức của Bắc Kinh vô cùng lo lắng. Thưa quý vị, theo tờ báo quốc tế cho biết bước sang ngày thứ 42, đại họa thảm khốc tiếp tục tàn phá nước Trung Quốc. Khi hôm qua vào lúc 16 giờ 10 phút 46 giây, hai trận sóng thần siêu cấp dữ dội dồn dập đánh sập một con đập cỡ lớn, chắn ngang một con đê thuộc nhánh sông Dương Tử, làm cho nước lũ dâng mạnh lên tới 9 mét. Những cột sóng dữ dội của nó ngang ngửa với những ngôi nhà 6 tầng, khiến cho toàn bộ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc ngập chìm trong biển nước. Theo truyền thông của tỉnh Chiết Giang cho biết, thiệt hại của trận sóng thần kép ngày hôm qua đã gây nặng nề cho tỉnh này và một số tỉnh lân cận. Và theo Trung tâm Phòng chống lũ lụt Trung ương Trung Quốc cho biết, dù sóng thần chỉ xuất hiện khoảng 30 phút, nhưng những nơi nó đi qua đều biến thành đống đổ nát và tro bụi. Có ít nhất 1.798 chiếc ô tô bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi ra sông Trường Giang, hàng ngàn ngôi nhà bị sụp đổ, đường xá, cầu cống hầu như đã bị tan hoang. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, tỉnh Chiết Giang là một trong những tỉnh thành sầm uất và hiện đại bậc nhất của Trung Quốc, nhưng bây giờ đã biến thành một hòn đảo hoang. Trận sóng thần siêu cấp ngày hôm qua đã khiến cho chính phủ của Trung Quốc vô cùng bức ruột, nhưng họ không biết phải làm sao trước sự nổi dậy của mẹ thiên nhiên của đất và của trời. Nhiều ý kiến cho rằng Đức Chúa Trời đang ra tay trừng trị Trung Quốc, trừng phạt chính quyền ông Tập Cận Bình để cô lập Bắc Kinh thay cho thế giới. Bởi vì trong những năm qua, tháng vừa qua, giới chức của Trung Quốc đã gây ra rất nhiều nỗi đau cho thế giới. Có thể kể đến trong nước, Trung Quốc đang hứng chịu những trận đòn giáng đau của mẹ thiên nhiên. Nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn đem hải quân của Trung Quốc mang theo rất nhiều vũ khí hạng nặng và vũ khí sát thương tiến ra ngoài Biển Đông để bắn đạn thật, hòng uy hiếp các nước trong khu vực. Trung Quốc còn đem con virus Vũ Hán đi lây lan ra tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn hành tinh này. Đến bây giờ, trên thế giới đã có tổng cộng hơn 458 triệu người nhiễm COVID-19 và hơn 6 triệu người đã tử vong. Một con số được cho là rất cao, tội đồ của Trung Quốc là không thể dung tha và chấp nhận được. Hiện Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga là một trong 4 nước đứng đầu tiên trên thế giới về số người nhiễm COVID-19 và số người tử vong. Trung Quốc còn đem binh lính của Bắc Kinh đi xâm chiếm dãy núi Himalaya, một trong những dãy núi nổi tiếng của Ấn Độ, làm thiệt mạng 20 binh lính của nước này, khiến cho hơn 1 tỷ người dân của Ấn Độ vô cùng căm phẫn. Phía Ấn Độ, họ còn đốt hình nộm của ông Tập Cận Bình ở rất nhiều nơi ở New Delhi, khiến cho đụng độ căng thẳng vẫn tiếp tục gia tăng. Trung Quốc không lo cho người dân khi lũ lụt, hạn hán xảy ra bởi vì chính quyền của ông Tập Cận Bình đang bận rộn cho cuộc chiến đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực.
Thưa quý vị, theo các nhà phân tích cho biết, bây giờ chỉ còn một cách để cứu Trung Quốc trước thảm họa của thiên nhiên, đó là người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc Âm Tập nên ngồi suy nghĩ lại những việc làm sai trái của mình trong thời gian vừa qua để cầu nguyện sám hối, hối cải. Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc Âm Tập Cận Bình bây giờ phải làm điều thiện, chứ không trong nước thì lũ lụt động đất sóng thần. Người dân thì sống trong cảnh màn trời chiếu đất, sống trong cảnh lầm than, lương thực và thuốc men đều cạn kiệt. Nhưng người được coi là chèo lái con tàu lại bỏ mặc không lo cho họ. Ông Tập được cho là chỉ nhăm nhe đi gây gổ, gây hấn, bắt nạt. Hỏi rằng có trời có đất nào chịu được điều đó hay không? Chính vì thế, nếu để Trung Quốc được yên thân, sống trong hòa bình và ổn định, thì tốt nhất chính phủ Trung Quốc không nên đi làm những điều phi lý, không đi gây gổ, đánh nhau. Đặc biệt, chính quyền của ông Tập Cận Bình không nên chà đạp với các nước trong khu vực. Và chỉ có như vậy, ông trời mới không nổi giận trừng phạt Trung Quốc, và chỉ có như vậy, Đức Chúa Trời mới tha tội cho Bắc Kinh. Còn nếu như Trung Quốc vẫn tiếp tục là mối nguy hiểm cho thế giới, thì những hiểm họa khôn lường tiếp tục sẽ xảy ra đối với Bắc Kinh. Khi đó, không chỉ những con đê bị vỡ, những trận lũ lụt, lũ quét, sóng thần, động đất bủa vây, mà ngay cả con đập Tam Hiệp hay quảng trường Thiên An Môn của Trung Quốc cũng có khả năng bị bắn vỡ. Và khi đó, Trung Quốc sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của thế giới. Chính quyền của ông Tập Cận Bình chắc chắn sẽ bị tàn lụi. Thưa quý vị, truyền thông của Trung Quốc ghi nhận từ đầu tháng 3 tới tận bây giờ, trải qua hơn một tháng, phía Trung Quốc đang phải hứng chịu liên tiếp những trận mưa lớn, động đất, sóng thần, sạt lở, vỡ đê kéo dài. Điều này được cho là rất bất thường trong lịch sử hàng nghìn năm của phía Trung Quốc, gây thiệt hại nặng nề với con người và của cải. Dự báo trong những ngày tiếp theo, nhiều tỉnh thành của Trung Quốc vẫn phải hứng chịu sự nổi dậy trừng phạt của thiên nhiên, của đất, của trời. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập tuyên bố sẽ phát minh ra một thứ mà chống lại được thiên nhiên, đó là cho xây dựng tiếp 13 con đập nằm trên một con sông lớn của phía Trung Quốc để ngăn chặn lũ lụt. Theo một nguồn tin tiết lộ rằng, hiện giới chức cao tăng của nước này đang cho nghiên cứu và lên kế hoạch xây dựng cũng như triển khai nhanh dự án nói trên. Và nếu như điều này thành hiện thực, thì nguồn nước tại con sông Mekong chảy qua 6 nước là Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, trong đó có Việt Nam, sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Đây là một điều cực kỳ nguy hiểm, bởi nếu như vậy, nó sẽ phá vỡ hệ sinh thái thiên nhiên. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập vẫn bất chấp tất cả, kể cả sự chỉ trích lên tiếng của Tổ chức Sông Ngòi Thế Giới. Để thực hiện cho bằng được những cái âm mưu thủ đoạn của mình, cái này giống như việc Trung Quốc tiến hành xây dựng con đập Tam Hiệp thời Mao Trạch Đông và ông Giang Trạch Dân. Chính phủ của Trung Quốc cũng không nghe theo lời khuyên của các chuyên gia thủy lợi hàng đầu trên thế giới. Họ đã bất chấp tất cả để xây cho bằng được con đập Tam Hiệp, để bây giờ lũ lụt, động đất, sóng thần xảy ra. Chỉ có người dân thường vô tội của họ phải gánh chịu hậu quả, chứ giới chức của ông Tập vẫn đang ung dung tự tại đi xâm chiếm Biển Đông và lãnh thổ các nước trong khu vực. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, mặc dù trong nước của Trung Quốc đang hứng chịu những đòn đau thấu xương của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời, nhưng hải quân của Trung Quốc vẫn được cho là mang rất nhiều tên lửa ra Biển Đông để quần nhau đối đầu với một số con tàu chiến của Mỹ ở quanh khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Khi Trung Quốc ngang ngược dám tuyên bố rằng vùng biển này hoàn toàn là của Trung Quốc, Bắc Kinh lập luận rằng lịch sử 3.000 năm về trước đã minh chứng cho điều trên, nay có đường lưỡi bò cũng đã nói lên tất cả. Vâng, thưa quý vị, Trung Quốc là thế đó. Họ muốn tiến lên làm bá chủ của thế giới theo đúng tham vọng và ý định của người đứng đầu ông Tập Cận Bình. Nhưng cái cách đi của họ không được thuận lòng dân và không được bạn bè quốc tế tôn trọng. Chính vì điều đó, khi sóng thần, động đất, bão tố xảy ra, không có một nước nào trên thế giới giang tay ủng hộ và giúp đỡ Trung Quốc. Nhưng may thay, cho chính quyền của ông Tập, trên thế giới vẫn còn một nước duy nhất ủng hộ Bắc Kinh, đó chính là chính quyền của ông Hun Sen của Campuchia. Được biết, để làm điều này, chính quyền ông Hun Sen đã bí mật đi đêm bắt tay với phía Trung Quốc hòng khống chế khu vực Đông Nam Á. Bằng chứng trên đã được một tờ báo nổi tiếng của Mỹ mang tên CNN đã tiết lộ rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình mới đây đã quyết định tài trợ cho chính phủ của ông Hun Sen Campuchia số tiền cực khổng lồ để chính quyền ông ta có cơ hội lần đầu tiên đăng cai SEA Games 32 và để đổi lại điều trên, một vài vị trí đất đẹp nhất của đất nước chùa tháp này sẽ hoàn toàn thuộc về Trung Quốc. Khi đó, người Trung Quốc đại lục sẽ tràn sang Campuchia để sinh sống và Trung Quốc với Campuchia sẽ là một, hãng CNN của Mỹ cho biết. Chính quyền ông Thủ tướng Hun Sen của Campuchia có một cái tham vọng giống y hệt phía Trung Quốc,
là muốn đưa đất nước Campuchia làm bá chủ khu vực Đông Nam Á. Đấy là một trong những lý do vì sao mà trong suốt thời gian vừa qua, ông Hun Sen rất thân cận với ông Tập Cận Bình. Trong khi bão lũ xảy ra ở Bắc Kinh, Campuchia đã tài trợ cho Trung Quốc 20.000 tấn gạo và mì tôm. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm tới đất nước của Campuchia và Trung Quốc khi hai nước này liên tục bắt tay nhau trong thời gian vừa qua. Mục đích của họ là gì thì chúng ta hãy chờ vào phút chót. Tờ báo của Mỹ tiết lộ rằng mới đây chính quyền của ông Tập Cận Bình đã hỗ trợ cho Campuchia một lượng tiền rất lớn để nước này có khả năng đăng cai SEA Games lịch sử, SEA Games tổ chức vào năm nay. Tờ báo của Mỹ cho biết chính phủ của Trung Quốc đã viện trợ hơn 1 tỷ đô la Mỹ để Campuchia đăng cai SEA Games. Đây là lần đầu tiên quốc gia này tổ chức đại hội thể thao lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. Đổi lại, phía Campuchia sẽ cấp cho phía Trung Quốc rất nhiều mảnh đất đẹp để Trung Quốc xây dựng những tiền đồn quân sự cũng như là những khu du lịch để cho người Trung Quốc sang sinh sống. Trước đó, thì Chủ tịch Olympic Campuchia ông Thon Khon cũng đã chào đón một phái đoàn đến từ Trung Quốc đến thăm khu liên hợp thể thao ở thủ đô Phnom Penh. Trung Quốc đã viện trợ cho Campuchia bước đầu tiên là 170 triệu đô la Mỹ cho Campuchia xây dựng khu liên hợp thể thao vào năm 2017 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Dự án đã hoàn thành 70%, bao gồm một sân vận động có sức chứa 75.000 chỗ ngồi để tổ chức bóng đá, điền kinh, một nhà thi đấu có sức chứa 15.000 người và một khu phức hợp bơi lội. Đây là lần đầu tiên Campuchia đăng cai đại hội thể thao lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á với sự hiện diện của 11 quốc gia. Điều này cho thấy rằng Trung Quốc và Campuchia rất thân nhau. Tờ Tân Hoa Xã đã đưa tin, Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen và Đại sứ Trung Quốc tại Phnom Penh đã chủ trì lễ động thổ xây dựng khu phức hợp của SEA Games với sự tham dự của 6.000 người. Theo báo cáo từ Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia, tất cả các hạng mục sử dụng cho SEA Games tại Campuchia đều do phía Trung Quốc tài trợ, nhưng đổi lại phía Campuchia sẽ phải đền đáp cho Trung Quốc rất nhiều vị trí địa chính trị thuận lợi để Trung Quốc xây dựng các căn cứ quân sự. Điều này là rất nguy hiểm cho khu vực Đông Nam Á, hãng tin AP cho biết. Sân vận động nằm cách thủ đô Phnom Penh 10 km về phía Bắc, có sức chứa lên tới 75.000 chỗ ngồi, một trong những sân vận động lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, có một điều hết sức là đáng ngại, đó là các hạng mục trên đều do các nhà thầu của phía Trung Quốc đăng cai. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen cho biết sân vận động được thiết kế với hình dáng của một chiếc thuyền buồm cổ xưa của Trung Quốc và là nơi để Campuchia tổ chức SEA Games vào năm nay. Giải thích về việc sân vận động mới của Campuchia mang hình dáng chiếc thuyền buồm cổ xưa của Trung Quốc ngay tại thủ đô Phnom Penh, thì Thủ tướng ông Hun Sen đã lý giải rằng chọn hình dáng thiết kế sân vận động là chiếc thuyền buồm để thể hiện sự chân thành trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Campuchia và Trung Quốc vốn tồn tại từ xưa tới nay. Ông Hun Sen bày tỏ lòng biết ơn tới chính phủ của ông Tập Cận Bình và sẽ nguyện cống hiến hết mình cho phía Trung Quốc. Đấy là một trong những lý do vì sao mà lũ lụt hạn hán ở phía Trung Quốc không có một nước nào trên thế giới ra tay hỗ trợ, nhưng Campuchia lại hết lòng vì phía Trung Quốc. Người ta cho rằng ông Hun Sen chính là tay sai đắc lực của ông Tập Cận Bình. Đại thảm họa siêu vòi rồng bạch tuộc số 2 lao nhanh như một tia chớp lên tới vận tốc 60 km/h, đe dọa trực tiếp tới an nguy của con đập Tam Hiệp, khiến hàng trăm triệu người dân của Trung Quốc chạy toán loạn lên khu du lịch Vạn Lý Trường Thành để trú ẩn. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết tình hình lũ lụt động đất sạt lở ở nước này vẫn đang căng như dây đàn. Khi hôm qua, siêu vòi rồng mang tên Bạch Tuộc số 2 di chuyển với một vận tốc khá nhanh lên tới 60 km/h và tâm điểm của nó hướng đúng vào bốn nơi được cho là quan trọng bậc nhất của Trung Quốc, đó là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Nam, tỉnh Tứ Xuyên và con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết những nơi mà siêu vòi rồng trên đi qua đều bị thiệt hại vô cùng nặng nề, nhiều nơi đã bị nó càn quét trở nên tan hoang và thê thảm. Tờ báo của Trung Quốc còn chụp được những hình ảnh qua vệ tinh cho thấy vòi rồng bạch tuộc số 2 đã cuốn trôi 180 ngôi nhà, 2098 xe ô tô và xe buýt, đánh sập một nhà ga, cuốn bay rất nhiều biển hiệu quảng cáo, làm tan nát một khu công nghiệp, làm nứt vỡ một đoạn đê thuộc nhánh sông Trường Giang, khiến cho hơn 400 triệu người dân ở các thành phố như Vũ Hán, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc, Quảng Đông, Quảng Tây, Sơn Đông và thành phố Tứ Xuyên chạy tán loạn lên đỉnh núi cao để trú ẩn. 2/3 trong số đó đã chạy lên điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Vạn Lý Trường Thành để lánh nạn.
một số thì chạy về những miền quê xa xôi, số còn lại phải lên tận vùng Mông Cổ. Thiệt hại ban đầu do siêu vòi rồng bạch tuộc số 2 gây ra ước tính lên tới 4,5 tỷ đô la Mỹ. Hiện giới chức của Bắc Kinh đang rất bối rối, họ không hiểu vì sao 43 ngày đêm vừa qua, nước họ lại luôn hứng chịu sự nổi giận của thiên nhiên, của đất và của trời. Theo ông giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc, ông Chen Long cho biết đây là hiện tượng dĩ nhiên rất bất thường lớn nhất trong lịch sử của Trung Quốc gần 1.000 năm trở lại đây. Ông giám đốc Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc còn nói tiếp, Bắc Kinh không hề ghi nhận hiện tượng nào cực đoan và nguy hiểm như năm nay. Phải nói rằng, mấy năm nay là những năm định mệnh của Trung Quốc, Bắc Kinh đã phải trải qua nỗi đau thấu xương do dịch bệnh COVID-19 tàn phá, thì năm nay mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần, bão tố, phong ba mịt mờ đang ập lên liên tục tới Trung Quốc. Và hôm qua, vòi rồng bạch tuộc số 2 lại tiếp tục càn quét Bắc Kinh liên tục trong hơn một tháng vừa qua, không ngừng nghỉ, lũ lụt, dông lốc liên tiếp dội lên đầu của Trung Quốc, làm cho nền kinh tế của nước này đã thiệt hại nặng nề rồi, nay lại bị lụi tàn theo thời gian. Nhiều ý kiến cho rằng nếu đà này tiếp tục xảy ra, khả năng người đứng đầu của chính phủ Trung Quốc ông Tập Cận Bình sẽ phải từ chức vì những áp lực trong suốt thời gian vừa qua, như thù trong giặc ngoài. Các thế lực thù địch luôn muốn nhòm ngó đánh chiếm Trung Quốc, cộng thêm thiên tai dịch bệnh hoành hành, làm cho người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc mất ngủ triền miên, tóc mỗi ngày một bạc thêm, và khả năng ông ta sẽ từ chức là rất có thể. Ông Tập được cho là sẽ gửi lời xin lỗi sâu sắc tới hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc đại lục. Đồng thời, ông cũng gửi lời xin lỗi tới các nước trong khu vực Biển Đông, xin lỗi tới cộng đồng quốc tế, nhất là Ấn Độ và Mỹ vì trong thời gian vừa qua. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc đã làm những điều sai trái với luân thường đạo lý, làm cho nhiều người dân của Trung Quốc phải khổ sở, sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Dù lũ lụt, hạn hán, nhưng ông vẫn không từ bỏ tham vọng xâm chiếm Biển Đông và xâm chiếm lãnh thổ của các nước. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà Trung Quốc đã đánh mất hết lòng tin với cả thế giới. Các nhà phân tích cho rằng, giờ Trung Quốc là một trong những nước lớn mạnh nhất trên thế giới, nhưng giờ đây, trong mắt cộng đồng thế giới, Trung Quốc chỉ là một nước chuyên đi ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ, ăn cắp bản quyền, chuyên đi gây gổ, gây hấn đánh nhau nhằm xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước, nhất là khu vực Biển Đông, Biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan. Nghe tới đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao nhiều nước trên thế giới ghét bỏ Trung Quốc và quay lưng lại với Bắc Kinh đến như vậy? Xin thưa với quý vị rằng tất cả đều có nguyên nhân và lý do chính đáng của nó. Ở đây là do những đường lối sai trái và những chỉ đạo sai lầm của ông Tập mà ra. Chính quyền của ông Tập đã đem quân đội của Bắc Kinh đi gây chiến với hầu hết các nước trong khu vực xung quanh mình. Và khi hạn hán, lũ lụt, động đất, sóng thần xảy ra, trong suốt hơn một tháng qua, không một ai, không một nước nào ra tay giúp đỡ Trung Quốc. Hiện tại, chỉ có một nước duy nhất trên thế giới kề vai sát cánh với cả Trung Quốc, đó chính là Campuchia. Người ta cho rằng Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen và ông Tập Cận Bình được cho là rất thân thiết với nhau. Đây chính là lý do vì sao mà trong một bài phát biểu ở thủ đô Bắc Kinh, ông Tập đã nhấn mạnh rằng Campuchia là một trong những nước thân cận tuyệt đối đối với Trung Quốc. Và Trung Quốc sẵn sàng bảo vệ Campuchia trên tất cả các lĩnh vực và trên tất cả các mặt trận. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hiện tại Trung Quốc đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách đối với cả mẹ thiên nhiên. Trong những ngày vừa qua, liên tục có mưa to, mưa rất to, gió giật mạnh liên tục ập xuống đầu của phía Trung Quốc, làm cho ngập lụt xảy ra ở khắp mọi nơi, có những nơi trũng lên tới 3-4 mét. Có những nơi ngập sâu lên tới 9-10 mét. Những ngôi nhà xây 5-7 tầng bây giờ chỉ còn nhìn thấy nóc nhà mà thôi. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình bỏ mặc nhân dân, không quan tâm tới cái việc hạn hán lũ lụt kể trên. Ông ta vẫn nhăm nhe đem quân đội của mình đi khiêu khích, gây chiến với các nước trong khu vực và trên thế giới. Không một ai dám đối đầu với Trung Quốc ngoài nước Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden cũng vẫn chưa trừng trị được tận gốc phía Bắc Kinh. Chính vì vậy mà các nhà phân tích cho rằng đất bà mẹ thiên nhiên đã trút cơn giận dữ dội để trừng phạt Trung Quốc một cách thích đáng. Và đó chính là nhân quả báo ứng và hoàn toàn chính xác ở một thế giới công bằng như ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hầu hết cộng đồng trên toàn thế giới những ngày vừa qua đều rất thông cảm cho người dân của Trung Quốc đại lục, bởi vì họ là những người dân vô tội, họ không đáng bị trừng phạt. Người cần được trừng phạt ở đây là ông Tập Cận Bình.
người đứng đầu chính phủ Bắc Kinh luôn muốn đưa Trung Quốc lên ngôi đế vương thế giới vượt qua Mỹ và Nga. Chính vì thế mà ông ta đã bất chấp tất cả, ông ta chỉ cúi đầu khuất phục trước mẹ thiên nhiên, trước Đức Chúa Trời mà thôi. Và trên con đường danh lợi, ông có tham vọng, luôn muốn đưa Trung Quốc đại lục xoán ngôi vương của thế giới. Ông ta đã quá nóng vội và mắc quá nhiều sai lầm. Vì thế mà bây giờ thiên nhiên đã ra tay trừng trị Trung Quốc, và đây chính là bài học sâu sắc cho chính quyền của ông Tập. Hy vọng sau đợt trừng phạt của mẹ thiên nhiên này, Trung Quốc sẽ nhìn nhận lại được những tội lỗi sai trái của mình. Và trong tương lai, chính quyền của ông Tập hy vọng là sẽ đối tốt với người dân của mình, cũng như không đi gây hấn với các nước láng giềng xung quanh mình, đặc biệt là không đi xâm chiếm Biển Đông, và chỉ có như vậy Trung Quốc mới được sống trong yên bình. Còn nếu không, trời đất và mẹ thiên nhiên sẽ tiếp tục nổi giận và sẽ đánh sập con đập tam hiệp của phía Trung Quốc. Khi đó Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ và chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ không bao giờ tồn tại trên thế giới này nữa. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất hay vào ngày hôm qua, tờ báo Tokyo của Nhật Bản đưa tin về thành phố Vũ Hán trong thời gian vừa qua với tiêu đề "Thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong 3 tháng vừa qua gặp rất nhiều những cái đen đủi khi dịch bệnh chưa qua lũ lụt đã đến, người dân thì oằn mình chịu đựng". Tờ báo Nhật Bản mô tả chi tiết như sau: năm nay là một trong những năm vô cùng khó khăn, đen đủi và khắc nghiệt, tàn khốc đối với người dân Trung Quốc. Khi dịch bệnh Covid-19 chưa qua thì lũ lụt, hạn hán, sóng thần, động đất đã ập đến. Thành phố Vũ Hán, miền Trung của Trung Quốc được biết đến trong vài ngày vừa qua đã hứng chịu những trận mưa lớn, mưa rất lớn. Mưa như chút xuống thành phố này đã khiến cuộc sống của người dân vô cùng vất vả. Họ đang chống chọi lại với đại dịch Covid-19 mà lại còn phải hứng chịu cảnh lũ lụt. Người dân sống trong cơ cực, sống trong cảnh màn trời chiếu đất lầm than, nhà cửa tan hoang và luôn trong tình trạng lo sợ. Trong những ngày vừa qua, lượng mưa tối đa vượt 250mm đã khiến nhiều đoạn đường bị ngập và mực nước đã vượt cảnh báo. Một số nơi mưa lớn được cho là dự báo tiếp diễn trong những ngày tới. Vì thế, tình hình thành phố Vũ Hán đang rất là khổ sở. Trước tình hình căng thẳng như vậy, cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ An Án ở thành phố này buộc phải phát ra một thông báo khẩn cấp, nâng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp 2 lên mức độ cao nhất trong mực nước lũ. Về phía địa phương thì thị trưởng của thành phố Vũ Hán, ông Chu Tiên Lượng đã cam kết rằng công tác phòng chống lũ lụt sẽ không ảnh hưởng bởi sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19, vì đây không phải là lần đầu tiên thành phố này rơi vào tình cảnh này. Năm 1998, trận lũ lịch sử cũng đã xảy ra trên lưu vực sông Trường Giang, khiến thành phố bị ảnh hưởng nặng nề. Dù cam kết công tác phòng chống lũ lụt không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng chính quyền địa phương vẫn có rất nhiều điều trăn trở. Cụ thể, thành phố miền Trung của Trung Quốc này là nơi khởi phát dịch Covid-19 vào cuối năm 2019 và là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch ở Trung Quốc. Lũ lụt diễn ra sau đại dịch khiến giới chức của nước này lo ngại vấn đề khắc phục kinh tế ở thành phố Vũ Hán sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Về tình hình chung, tờ báo của Nhật Bản viết rằng mưa lớn, lũ lụt, động đất, sóng thần ảnh hưởng trực tiếp tới 500 triệu người dân của Trung Quốc, tàn phá một phần lớn đất nước và gây thiệt hại kinh tế, ước tính khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ, một con số được cho là khá cao và không một chuyên gia nào có thể ngờ tới được. Trong những tháng vừa qua, những đen đủi luôn luôn bủa vây thành phố Vũ Hán nói riêng và của Trung Quốc đại lục nói chung. Tuy nhiên, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương của Trung Quốc cho biết, những trận mưa lớn trong một vài tuần tới, đặc biệt là nửa cuối tháng này, vẫn tiếp tục diễn ra một cách dày đặc. Điều này sẽ là rất nguy hiểm bởi vì lũ lụt ở thượng nguồn con đập Tam Hiệp cũng như con sông Dương Tử sẽ tiếp tục đổ về các thành phố và tỉnh thành phía nam của phía Trung Quốc. Trung Quốc tiếp tục nhận những kết cục đầy đau thương khi hôm nay một trận lũ quét kinh hoàng từ thượng nguồn đập Tam Hiệp và con sông Dương Tử tiếp tục đổ dồn dập về vùng hạ lưu miền nam phía Trung Quốc, khiến cho những thành phố như Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Hồ Nam, Vũ Hán, Tứ Xuyên, Vân Nam và Sơn Đông tiếp tục bị nhấn chìm trong biển nước. Hiện mực nước ở những nơi này trong những ngày vừa qua đang vượt mức báo động đỏ 2m, thì hôm nay lũ lụt, lũ quét, vòi rồng lại ập về, lo làm cho mực nước tại những nơi trên tăng đột biến. Theo Trung tâm Cảnh báo Động đất và Sóng thần Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện mực nước tại những địa điểm trên đã ở mức cảnh báo nguy hiểm, mức độ cao nhất. Nhiều khả năng một số tuyến đê bao quanh con sông Trường Giang, Hoàng Hà và sông Mekong sẽ bị vỡ. Và nếu như điều này xảy ra thì những vùng trũng của Trung Quốc như Hồ Bắc, Vũ Hán và Hồ Nam sẽ tiếp tục bị nhấn chìm tới 6m, thậm chí có những nơi bị ngập sâu tới 13m.
Những ngôi nhà cao 9 đến 10 tầng thì bây giờ những tầng phía dưới đều đang bị ngập hết. Đồ đạc trong nhà như tivi, tủ lạnh, bàn ghế, giường chiếu đều bị cuốn trôi. Thậm chí chiếc ô tô có giá trị lớn nhất của một số hộ gia đình giàu có ở những nơi trên cũng đều bị nổi lênh phênh và bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết bước sang ngày thứ 45 ở 29 trên 31 tỉnh thành phố lớn bé của Trung Quốc vẫn chìm trong nước lũ, bầu trời vẫn liên tục u ám và đen tối, mây đen vẫn bao phủ 93% toàn bộ lãnh thổ của Trung Quốc. Hiện giới chức của nước này đang rất bối rối. Tuy nhiên, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình vẫn đang mải mê đi xâm chiếm Biển Đông khi ông vẫn quyết định cho hải quân của Bắc Kinh phóng tên lửa và bắn đạn thật ở quanh quần đảo Phú Lâm, giáp với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Những hành động trên của phía Trung Quốc đã gây nguy hiểm cho các nước trong khu vực và làm mất an ninh an toàn cho tuyến hàng hải ở Biển Đông, đồng thời gây mối quan ngại sâu sắc cho các nước trong ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới, trong đó có Mỹ và Nga. Nhiều ý kiến cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đã quá tham lam khi trong nước đang gặp nhiều thiên tai, dịch bệnh hoành hành, tàn phá, lũ quét, sạt lở đất, lũ ống, vòi rồng, động đất, sóng thần liên tục xảy ra. Vậy mà, với cương vị người đứng đầu đất nước, ông lại thản nhiên không hề quan tâm tới việc cứu giúp hay hỗ trợ người dân của mình. Ông ta vẫn ung dung tự tại đem quân đội của mình đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước láng giềng xung quanh trong khu vực. Đấy chính là tội lỗi vô cùng to lớn mà ông Tập Cận Bình gây ra. Hành động thiếu tính người và thiếu tính nhân đạo kể trên đã làm cho trời không dung, đất không tha. Cho nên Đức Chúa Trời và Mẹ Thiên Nhiên vẫn tiếp tục nổi giận để trừng phạt Trung Quốc thay cho thế giới. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện mực nước tại 301 con sông lớn bé của Trung Quốc chưa bao giờ dâng cao như hiện nay. Mưa to liên tiếp trong vòng 45 ngày qua đã làm cho lũ ở thượng nguồn con đập Tam Hiệp và những con sông lớn như sông Trường Giang và sông Mê Công và sông Hoàng Hà liên tục đổ về vùng hạ lưu các tỉnh như Tứ Xuyên, Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, làm cho những nơi đây đã ngập lụt rồi, nay lại còn thê thảm hơn. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, một điều đen tối đang xảy ra đối với cả Trung Quốc khi lượng mưa được dự báo là vẫn sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới. Hiện tại, lượng mưa dự báo chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ giảm nhiệt. Chính vì vậy mà Trung tâm Phòng chống đê điều và Cứu trợ Cứu nạn Trung ương Trung Quốc cảnh báo các cơ quan ban ngành và toàn bộ người dân của Trung Quốc tiếp tục đề phòng cảnh giác cao độ ở mức có thể nhất, tập trung lực lượng 100% để phòng chống lũ lụt, lũ quét, nhất là thời tiết cực đoan như động đất, sóng thần, vòi rồng, bởi trong những ngày tới được dự báo là sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều. Mức độ ngày càng dày đặc hơn và càng lớn hơn vì các con sông, các tuyến đê bao và những con đập thủy điện của Trung Quốc hiện đang quá tải. Theo Tổ chức Bảo vệ Đê điều và Sông ngòi trên thế giới cho biết, Trung Quốc trong thời gian qua đã quá lợi dụng vào các dòng sông để xây dựng hàng loạt những đập thủy điện nên bây giờ họ phải trả giá. Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc đã bắn vào Mẹ Thiên Nhiên một viên đạn thì ngay lập tức đã bị ông trời trả lại cho Trung Quốc một quả bom nguyên tử. Đây là một lời cảnh tỉnh cho những gì mà Trung Quốc đã gây ra cũng như cho một số nước khác. Hãy nâng cao tinh thần bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên rừng và tài nguyên biển. Tích cực tham gia các dự án trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc để chống xói mòn, bảo vệ thảm thực vật, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có. Và chỉ có như vậy chúng ta mới có được thiên nhiên ban tặng cho không khí trong lành và cuộc sống tươi đẹp. Bằng không sẽ bị Mẹ Thiên Nhiên nổi dậy trừng phạt như cái cách mà Trung Quốc đang phải hứng chịu. Thưa quý vị, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin hôm qua vào lúc 19:50, trong một bản tin dự báo về thời tiết và tình hình mưa bão đã phát đi một video cảnh báo được cho là thời tiết cực xấu đối với Trung Quốc trong những ngày vừa qua. Những hình ảnh và những video của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết mực nước tại các con sông, các tuyến đê và các con đập tại thời điểm này ở Trung Quốc đang chạm mức đại hồng thủy năm 1998. Đây là cột mốc mới đánh dấu thiên tai đang ập lên đầu chính quyền của ông Tập Cận Bình. Trận đại hồng thủy năm 1998 được cho là mạnh nhất trong lịch sử của Trung Quốc trong 1.000 năm qua. Những trận lũ quét, sạt lở, sóng thần và vòi rồng năm nay được cho là mạnh hơn và dữ dội hơn trận đại hồng thủy năm đó. Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc cho biết mưa to, rất to, ròng rã suốt 45 ngày qua đã làm cho mực nước trên các con sông Dương Tử, Hoàng Hà và sông Mê Công, ba con sông lớn nhất của Trung Quốc, vượt mức cảnh báo đỏ tới 3 mét và vượt mức kỷ lục được ghi nhận trong trận đại hồng thủy vào năm 1998.
Đây là một điều cực kỳ nguy hiểm cho phía Trung Quốc bởi vì nó đe dọa trực tiếp tới con đập Tam Hiệp và những con đập lớn bé của Trung Quốc cũng như các tuyến đê bao. Nhiều khả năng trong một vài ngày tới, những tuyến đê bao tại các con sông nói trên sẽ bị vỡ. Hôm kia, một con đê thuộc nhánh sông Dương Tử đã bị vỡ, làm cho 9 triệu người dân của Trung Quốc chạy tán loạn ngay trong đêm. Theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc mang tên là China Morning Post cho biết, hiện mực nước tại các con sông lớn bé của Trung Quốc đã vượt ngưỡng 40 mét. Đây chính là mực nước cao nhất trong lịch sử, vượt qua trận Đại Hồng Thủy năm 1998. Được biết, trận Đại Hồng Thủy năm đó đã cướp đi hơn 3.000 sinh mạng của nhân dân Trung Quốc và trận lũ lịch sử năm đó đã được đưa vào trong sách lịch sử. Và trong tương lai, lịch sử của Trung Quốc sẽ còn nhắc lại rất nhiều những trận mưa lớn, bão tố, dông, lốc xoáy, lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần và vòi rồng năm nay. Và đại dịch COVID-19 ở thành phố Vũ Hán đầu năm 2020 cũng sẽ luôn được ghi nhận trong sách lịch sử của Trung Quốc. Theo những trang tin của Trung Quốc cho biết, mưa to trong những ngày tới sẽ ập tới chính quyền của Trung Quốc, gây ngập nặng ở một số tỉnh thành và nhiều tuyến đê bao. Điều đó đã gây ra mối nguy hiểm cho con đập Tam Hiệp, sông Dương Tử, một trong những con sông lớn nhất của Trung Quốc đang đe dọa trầm trọng. Đứng trước tình hình này, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc đã ra một thông báo khẩn cấp cho di tản 109 triệu người dân của Trung Quốc lên các vùng cao để tránh lũ. Ngoài ra, họ có thể nhờ cậy phía Việt Nam mở cửa biên giới để cho sang trú ẩn. Hiện đã có 15 triệu người Trung Quốc chạy sang vùng biên giới của nước Lào. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết các cửa khẩu biên giới của Lào cũng đang cửa đóng then cài. Họ muốn và không cho người Trung Quốc sang bởi vì dịch bệnh COVID. Cũng như họ không tin tưởng vào những người của Trung Quốc khi họ tràn sang nước Lào, gây ra nguy cơ mất an ninh an toàn sẽ xảy ra cho đất nước họ. Vì thế, các cửa biên giới của nước nào cũng đang được đóng chặt. Thưa quý vị, có thể nói rằng mưa lũ ở Trung Quốc đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Nó còn ngang ngửa với cả đại dịch COVID-19. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Trung Quốc cho biết, hiện mưa lũ vẫn tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, đặc biệt là cuối tháng này và đầu tháng sau. Trước đó, thì Giám đốc Quản lý Tập đoàn Tam Hiệp, ông Lê Rông đã cho biết nâng mức cảnh báo lũ tại 4 thành phố gần con đập này lên mức báo động cao nhất. Cơ quan Phòng chống thiên tai dịch bệnh của Trung Quốc cho biết, thời tiết cực đoan được dự báo sẽ tiếp tục tấn công 13 khu vực, trong đó có các tỉnh Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên và tỉnh Chiết Giang. 4 thành phố nâng mức cảnh báo lũ đều ở hạ nguồn con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất trên thế giới, nằm cách con sông Trường Giang không xa. Cụ thể, tại trung tâm tỉnh Hồ Bắc đã nâng mức lên báo động số 4, tức là mức cảnh báo khẩn cấp. Còn tại phía đông tỉnh An Huy, chính quyền địa phương của địa phương này đã ra một cảnh báo cao độ cho những người dân nên ở trong nhà hoặc chạy sang các vùng lân cận cao hơn khác để tránh trú. Ở tỉnh Giang Tây, chính quyền đã nâng mức ứng phó lũ từ cấp 2 lên cấp 4. Tại tỉnh Chiết Giang, phía đông của Trung Quốc, giới chức địa phương cũng nâng mức ứng phó lên mức báo động khẩn cấp. Tại cửa sông Tiền Đường đang có những cơn sóng hung dữ lên tới gần 10 mét, được cho là lũ ống, lũ quét và sạt lở đang dồn dập đổ về nơi đây. Theo thông tin từ tờ báo Tân Hoa Xã, Bộ Tài nguyên của Trung Quốc đã yêu cầu các địa phương nằm trong lưu vực sông Hoàng Hà khẩn cấp tổ chức lực lượng chống lũ và sẵn sàng ứng phó kịp thời. Thưa quý vị, theo Ban Quản lý Đê Điều cũng như là Trung tâm Phòng chống động đất sóng thần lũ quét sạt lở của Mỹ, của Nga và của Nhật Bản cho biết, sông Dương Tử là con sông lớn nhất Trung Quốc đang rất nguy hiểm cho người dân. Điều này ai cũng biết và con sông lớn thứ hai của Trung Quốc mang tên là Hoàng Hà. Chắc chắn quý vị đã từng nghe tin, nhưng con sông lớn thứ ba của Trung Quốc thì rất ít các bạn biết đến. Hôm nay chúng tôi sẽ cho quý vị biết rằng con sông lớn thứ ba của Trung Quốc mang tên là Hoài Hà rất giống với cả con sông Hoàng Hà, cho nên người ta hay nhầm tưởng con sông lớn thứ ba của Trung Quốc. Hoài Hà với chiều dài 1.000 km với lưu vực rộng hơn 170 km2 được dự báo là sẽ có lũ lớn trong một vài ngày tới. Theo đó, thì Bộ Tài nguyên của Trung Quốc cảnh báo mưa lớn sẽ trút xuống các tỉnh phía Đông Nam như An Huy, Giang Tô từ ngày mai. Lưu lượng mưa đo được có thể lên tới từ 200 đến 500mm, gây ra nguy cơ lũ lụt trên diện rộng. Cơ quan này cho biết mực nước tại thượng nguồn sông Hoài Hà có thể lên tới mức báo động đỏ, trong khi con sông khác cũng đang trong mức độ cảnh báo cao nhất. Đứng trước nguy cơ này,
Bộ Tài nguyên của Trung Quốc yêu cầu các cơ quan chức năng của địa phương phải thường xuyên kiểm tra đê điều, đồng thời hướng dẫn nước lũ về các hồ chứa sông Hoài Hà một cách tốt nhất để giảm bớt áp lực. Trước đó, thì Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc phát đi một cảnh báo nói rằng lưu vực sông Hoàng Hà đang bị đe dọa trầm trọng bởi một con đê sông Dương Tử bị vỡ. Nước của nó đang tràn qua con sông Hoàng Hà, làm cho những tuyến đê bao ở đây đang có nguy cơ vỡ trầm trọng. Báo động gấp, Trung Quốc vỡ 13 đê, lũ chảy ngược vào hồ chứa, đại hồng thủy xuất hiện. Thưa quý vị, đại họa tiếp tục đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Tình hình mưa lũ, bão tố phong bạ, động đất sóng thần đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường trong những ngày vừa qua. Điều này đã làm cho chính quyền ông Tập ăn không ngon, ngủ không yên. Hôm qua, chính phủ của Bắc Kinh đã bất ngờ phát lệnh sơ tán toàn bộ 400 triệu dân của các thành phố lớn như Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Vũ Hán và Tứ Xuyên vì những nơi này dính liên tiếp 3 trận động đất dữ dội nối tiếp nhau xảy ra dưới lòng đất với tâm chấn chỉ cách con đập Tam Hiệp khoảng 31 km. Và hôm qua, một con đê bao cỡ lớn ở sông Dương Tử bất ngờ bị vỡ khiến cho tất cả các khu vực nằm quanh tuyến đê bao kể trên bị chìm trong biển nước. Lệnh sơ tán ngay trong đêm đã được phát ra và toàn bộ 15 triệu người dân sống quanh vùng hạ lưu con đập Tam Hiệp cũng như là con sông Dương Tử đã phải di chuyển gấp trong đêm lên những đỉnh núi cao hoặc lên khu vực Vạn Lý Trường Thành để tránh trú. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết hôm qua là một ngày cực đen tối với cả nước khi động đất, sóng thần, lũ lụt và vỡ đê liên tiếp xảy ra trong cùng một ngày. Điều này đã làm cho nước lũ của các con sông như Hoàng Hà, Dương Tử và sông Mekong tăng nhanh đột biến, buộc chính quyền của ông Tập ban bố tình trạng khẩn cấp ngay trong đêm. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, lượng mưa trong ngày hôm nay và một vài ngày tới tiếp tục tăng cao, làm cho nước lũ tràn về và nguy hiểm đang rình rập tới con đập Tam Hiệp cũng như 15 tuyến đê bao quanh con sông Dương Tử. Còn Trung tâm Nghiên cứu về động đất sóng thần của Trung Quốc phát đi một thông báo khẩn cấp nói rằng ba con đê quanh khu vực trên đang có biểu hiện bị vỡ. Đề nghị người dân cũng như các cơ quan ban ngành phải hết sức cẩn trọng. Đề nghị mọi người hãy sơ tán khẩn cấp lên những vùng núi cao hoặc sang các khu vực khác để trú ẩn. Nếu khó khăn quá thì có thể nhờ cậy Việt Nam mở cửa khẩu biên giới để cho người Trung Quốc sang lánh nạn tạm thời một thời gian. Tuy nhiên, biên giới của Việt Nam vẫn được kiểm soát một cách hết sức nghiêm ngặt. Cửa đóng, then cài luôn luôn được bảo vệ. Và những nơi phía Trung Quốc tràn sang đều được theo dõi 24/24 giờ. Không phải vì Việt Nam không ra tay cứu giúp những người dân của Trung Quốc trong lúc mưa to, gió lớn, động đất sóng thần, mà Việt Nam lo ngại một điều rằng dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới, cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vì thế mà Việt Nam không thể quyết định liều lĩnh cho người Trung Quốc sang lánh nạn được. Đề nghị phía Trung Quốc phải hết sức thông cảm. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, trước những tình thế cấp bách và nguy hiểm kể trên, chính quyền của ông Tập đã quyết định cho mở 4 cửa xả ở con đập Tam Hiệp và toàn bộ 9 cửa xả ở con đập Tân An, khiến cho mực nước tại 280 con sông ở miền Nam Trung Quốc nước mênh mông trắng xóa như biển cả. Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là cái giá Trung Quốc phải trả cho những hành động sai trái của mình khi cho xây dựng quá nhiều con đập để chặn dòng nước nhằm tích trữ điện năng. Đây là một trường hợp đi ngược lại với cả thiên nhiên và họ đang bị trừng phạt. Đây cũng chính là một bài học sâu sắc cho những nước dám không tôn trọng rừng vàng biển bạc. Chặt phá rừng một cách hết sức bừa bãi, cho xây dựng những công trình gây ra nguy hiểm cho thiên nhiên và bây giờ cái giá phải trả là quá đắt. Các chuyên gia thủy lợi trên thế giới cho rằng Trung Quốc trong thời gian dài vừa qua đã cho chặt phá rừng một cách hết sức bừa bãi, cho săn phẳng nhiều dãy núi mang tính chất đi ngược lại với quy luật tự nhiên, nên bây giờ mẹ thiên nhiên mới nổi dậy trừng phạt Trung Quốc và cái giá mà Trung Quốc đang phải trả được cho là quá đắt. Hiện chính quyền của ông Tập không biết phải làm sao trước sự nổi dậy của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời. Họ chỉ biết ngồi cầu nguyện để mưa to, gió lớn, lũ lụt, động đất không còn xuất hiện, mang lại cuộc sống bình thường cho người dân của Trung Hoa đại lục. Tuy nhiên, xảy ra điều đó là rất khó bởi vì theo cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương Trung Quốc mới đây đã ra một thông báo khẩn cấp số 43 cho biết hiện nay bầu trời thì liên tục xám xịt, mang một màu đen tối cùng với những trận mưa lớn vẫn tiếp tục xuất hiện dày đặc. Không chỉ ở miền Nam Trung Quốc mà sang cả miền Bắc của nước này, cảnh báo thời tiết cực đoan và những diễn biến xấu có thể xảy ra. Trong thời gian tới tiếp tục có những trận động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, vì thế mà chính quyền của các địa phương cũng như người dân phải hết sức đề phòng.
đứng trước những diễn biến phức tạp và khó lường của thiên nhiên, một cơ quan tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của Trung Quốc đã phải phát đi một thông báo cảnh báo gấp rằng những nơi mà dân cư sinh sống gần con đập Tam Hiệp sống quanh triển đê sông Dương Tử cần phải sơ tán để tìm nơi trú ẩn, nếu không nguy hiểm sẽ là khôn lường. Hiện lũ ở nguồn vẫn tiếp tục dồn dập đổ về hạ lưu, khiến toàn bộ 31 tỉnh thành phía nam của Trung Quốc chìm trong biển nước. Cuộc sống của người dân vẫn trong cảnh màn trời chiếu đất. Nếu như ai chứng kiến tận mắt cảnh thiếu thốn về lương thực, thiếu thốn về thuốc men của hơn 100 triệu người dân của Trung Quốc đại lục, chắc chắn chúng ta không kìm được nước mắt. Bởi trong những tháng vừa qua, người dân của Trung Quốc đã nếm trải đủ mọi đau thương trên cuộc đời này. Dịch bệnh COVID-19 đã hoành hành tàn phá, đóng cửa toàn bộ những nhà máy xí nghiệp, quán xá, nhà hàng, cơ quan ban ngành và các công ty, tập đoàn thì buộc phải đóng cửa niêm phong, thất nghiệp tràn lan, cây trái, hoa màu bị tàn phá. Đến vừa rồi, dịch bệnh COVID-19 tưởng chừng như được khống chế ở Trung Quốc thì mưa lũ, bão, dông, lốc tố, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở lại liên tục xảy ra khiến cho người dân của Trung Quốc không còn đủ sức để chống chọi. Những khó khăn chồng chất khó khăn khiến cho nhân dân suy sụp. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn đang mải mê cho những kế hoạch đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực. Vì thế, lũ lụt họ cũng mặc kệ, vỡ đê, động đất, sóng thần, họ cũng không thèm quan tâm. Mối quan tâm lớn nhất của chính quyền ông Tập bây giờ là lãnh thổ, lãnh hải, là tiền, là quân sự, thế lực và làm sao Trung Quốc trở thành bá chủ thế giới, vượt qua Mỹ và Nga. Nhưng hàng triệu người dân của Trung Quốc cho rằng nhiều lãnh hải, nhiều đất, nhiều tiền, quân sự mạnh thì để làm cái gì? Trong khi dịch bệnh và lũ lụt đang càn quét thì chính quyền của ông Tập lại không quan tâm và lo lắng. Điều này đã khiến cho hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc đang uất hận và phẫn nộ chính quyền của ông ta. Họ đang muốn người đứng đầu đất nước của Trung Quốc phải từ chức, bởi vì chỉ có như vậy đất nước của Trung Quốc mới được bình yên và thế giới mới được yên bình. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm tới tình hình lũ lụt hạn hán của Trung Quốc. Hôm qua, đài truyền thông phương Đông của nước này cho biết một cái tin được cho là khá rùng mình và xấu cho phía Trung Quốc khi một con đập cỡ lớn của Trung Quốc đã cho xả lũ toàn bộ những cửa xả và hoạt động 24/24 giờ. Đài phương Đông phía Trung Quốc cho biết hôm qua, hồ thủy điện lớn nhất tỉnh Chiết Giang lần đầu tiên trong vòng 100 năm vừa qua đã cho mở toàn bộ 9 cửa xả nhằm ngăn chặn lũ lụt. Điều này cho thấy rằng tình hình động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở ở các tỉnh phía nam của Trung Quốc đang hết sức nguy hiểm. Đài Trung Quốc cho biết hồ thủy điện mang tên là Tân An Giang thuộc tỉnh Chiết Giang đã mở cửa xả lũ lần đầu tiên trong vòng 100 năm vừa qua khi mực nước trong hồ chứa vượt mức cho phép và được dự báo là còn tăng cao trong một vài ngày tới. Hồ thủy điện Tân An Giang ở phía đông tỉnh Chiết Giang là dự án kiểm soát lũ quan trọng ở thượng nguồn sông Tiền Đường đã mở cửa xả lũ khi tình hình mưa lũ ở Trung Quốc tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường. Hồ thủy điện Tân An Giang còn được gọi là hồ Quan Giao hay còn gọi là hồ Thiên Đảo, nằm ở thượng nguồn sông Tiền Đường, con sông lớn nhất tỉnh Chiết Giang, được biết đến với mức thủy triều cao nhất trên thế giới. Theo tờ báo Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết, tính đến 19 giờ tối ngày hôm qua, mực nước ở hồ Tân An Giang đã đạt mức 108,5 m, vượt quá mức dự trữ cho phép và mực nước trong hồ được dự báo sẽ còn tăng cao hơn nữa do mưa lớn, lũ ở thượng nguồn đổ về trong một vài ngày tới. Lũ lụt ở thượng nguồn tỉnh An Huy, mực nước ở hồ tăng nhanh và vượt mức cho phép. Tờ báo của Trung Quốc còn trích dẫn lời của ông Ren, giám đốc con đập này cho biết. Dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn sẽ kéo dài ở khu vực xung quanh hồ chứa lên tới 10 ngày tiếp theo, nguy cơ lũ lụt ngay cả khi nhà máy thủy điện chạy hết công suất. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định mở toàn bộ cửa xả để ngăn chặn lũ. Thưa quý vị, hồ thủy điện Tân An Giang là một trong những hồ thủy điện lớn thứ 3 của Trung Quốc sau con đập Tam Hiệp và nó được xây dựng từ những năm 1959. Từ đó cho tới nay, con đập đã có ít nhất 7 lần mở toàn bộ cửa xả. Lần gần nhất mở cửa xả lũ vào năm 2011. Theo tờ báo China Morning Post cho biết, hồ thủy điện Tân An Giang có chiều dài 466 m, cao 108 m, công suất 845 MW. Đây là đập thủy điện đầu tiên được xây dựng ở Trung Quốc với chiều cao hơn 100 m. Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Mỹ, của Nga, của Nhật Bản, chuyên theo dõi những hình ảnh vệ tinh về mưa lũ, dông, lốc, tố, bão ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho biết, tình hình mưa lũ tại Trung Quốc vẫn tiếp tục xấu trong một vài ngày tới.
đặc biệt là giữa cuối tháng 7 và đầu tháng 8, tăng áp lực lớn cho các hồ chứa nước. Thế mà tỷ lệ vỡ đập vỡ đê lên tới 95% là nếu như lượng mưa lớn không chấm dứt trong một vài ngày tới thì an nguy tới con đập Tam Hiệp là không thể tránh khỏi. Được biết, từ cuối tháng này tới thời điểm hiện tại, nếu tính theo ngày là đã ngày thứ 45, phía Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận mưa lớn và dày. Vì thế mà tất cả các con sông và 26 tỉnh thành trên 31 tỉnh thành của phía Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận lũ quét, sạt lở đất đá và sóng thần. Ngoài ra còn có cả động đất và lũ ống, lũ quét cũng như vòi rồng xuất hiện. Theo một thống kê mới nhất của cơ quan thống kê, phía Trung Quốc cho biết đã có ít nhất 121 người thiệt mạng và mất tích, 1.798 ngôi nhà đã bị cuốn ra theo dòng lũ. Rất nhiều ô tô, xe buýt, nồi cơm điện, tủ lạnh, TV cũng đã bị cuốn theo dòng nước lũ. Thiệt hại ban đầu được ước tính khoảng 1.000 tỷ đô la và đây là một con số quá lớn. Chính quyền của ông Tập Cận Bình không thể ngờ được rằng sự nổi dậy của mẹ thiên nhiên của đất và của trời lại tàn phá nặng nề đến như vậy. Hôm qua, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV trong một bản tin về dự báo thời tiết cho biết mưa lũ và động đất sóng thần sẽ tiếp tục tái diễn tại 28 tỉnh thành của phía Trung Quốc, đề nghị các cơ quan, ban ngành và người dân phải hết sức cẩn trọng.